Ok và ngày hôm nay thì của chúng ta sẽ đi vào hai phần Phần đầu tiên của chúng ta sẽ là đi vào N3 Và phần thứ hai của chúng ta sẽ đi vào N2 các bạn nhé Và hôm nay thì chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu Đó chính là chúng ta sẽ luyện tập phần đoạn văn của N3 Và phần đoạn văn của N2 các bạn nhé Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên Đó chính là phần đoạn văn của N3 Ok rồi và đoạn văn của N3 ở đây chúng ta sẽ có một cái bài đầu tiên nó như thế này Đầu tiên đối với lại mọi bài đọc hiểu khi mà chúng ta làm Thì chúng ta luôn luôn phải xác định rằng là cái câu hỏi của nó trước là gì Đúng không ạ Vậy thì đến với lại câu hỏi đoạn văn đầu tiên chúng ta sẽ có ở đây câu số 24 Câu hỏi ở đây nó sẽ là gì đấy Là kate kyo shinichite takashima sao no ate mono Là nói về cái việc là giáo gia sư dạy tại nhà thì đâu nó là cái đáp án mà phù hợp với lại nguyện vọng của Takashimasa đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn sẽ đọc hộ sân xe cái nội dung của bài và sau đó thì chúng ta sẽ chọn đáp án các bạn nhé. Và đâu đó chúng ta sẽ có một phút 30 giây để chúng ta một phút để chúng ta đọc cái nội dung của bài này và các bạn đọc đi hộ sensei xe ạ. Ikimasu. Giờ và khi mà các bạn đã đọc xong rồi thì chúng ta sẽ trả lời hộ sensei xe đáp án nhá. Các bạn cứ làm theo cái cách mà mình làm đi. Sau đó sensei xe sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà sensei xe làm. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ cho xem biết được đáp án ở trong bài này Nó là đáp án số mấy Ok, Bùi Ngọc Đức 4 Xe đang rất là mong chờ một đáp án nào đó khác Bởi vì xe thấy có khá nhiều bạn chúng ta đang rủ nhau ra đảo cùng nhau Và cái này có thể là cả phòng thi nhìn đáp án của nhau Thì chắc chắc nó đã là đáp án đúng đúng ạ Các bạn hãy cứ tự tin chọn đáp án của mình đi ạ Có ai chọn phương án khác không ạ? Không ai chọn phương án khác đúng không ạ? Đó Rồi Quyết tâm chọn 4 Thiên Cô Binh À, các bạn đã chắc chắn hoàn toàn là chúng ta chọn phương án số 4 chưa ạ? Câu số 24 Đó Chỉ có thể là 4 Akari se to Ano nichiyo no ziu kara niju ichi zi koto Là có một cái tính cách gọi là gì nhỉ? Vui vẻ đúng không ạ? À, sáng sủa Ngày thứ bảy và ngày chủ nhật sẽ dậy từ 19 giờ cho đến 21 giờ. Chúng ta nhìn lại ở xem xe nha. Được chưa ạ? Và các bạn nhìn lại một lần nữa nhá Nhìn vào cái nội dung của bài này Được chưa Đó Sau là các bạn nhìn lại đáp án của xem một lần nữa này ừ, dạ. Ừ, dạ. Thầy nói thì không nghe Bùi Thị Mai Hương em ra đảo rồi Rồi Khánh Huyền chọn phương án số 2 Được Ok Khánh Huyền số 2 rồi và đến bây giờ thì Sensei sẽ chữa cho mọi người nha Đầu tiên ấy, với cái nội dung của một bài như thế này được chưa ạ? Với nội dung của một bài như này Thì cái kiến thức mà chúng ta áp dụng Những gì mà chúng ta đã học vào trong bài này thì nó sẽ là như nào? Sẽ khuyên với các bạn rằng là đối với tất cả những cái bài mà chúng ta làm Và những bài nó liên quan đến thông tin Thì bắt buộc rằng là trong tay của chúng ta Bắt buộc trong tay của chúng ta phải có một thứ Đó chính là bút và giấy để chúng ta nốt nó lại còn nếu như mà các bạn không có bút và chúng ta giấy để chúng ta nốt những cái bài liên quan thông tin này thì sẽ cam kết với các bạn rằng là cái tỷ lệ mà các bạn chọn sai nó sẽ rất là nhiều. Được chưa ạ? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nốt như thế nào? Cái điều mà sẽ khuyên các bạn ấy là trong cái đề thi chỗ nào trống nốt hết vào. Được chưa ạ? Đầu tiên ấy, chúng ta hãy nốt theo cái cách mà chúng ta muốn. Đầu tiên ví dụ như là chúng ta sẽ có cái cách nốt. Đây. Ví dụ như bây giờ xem sẽ có một cái bút nhá. Xem nốt này đó tuần hai lần đó khi tuần hai lần xong sau đó thì chúng ta có là ngày thường thì mình ghi th như thế này đó thì sẽ là từ 19 đến 21 giờ được chưa ạ và thời gian là hai tiếng một buổi ok tiếp theo là thứ bảy cộng chủ nhật nó sẽ là từ 9 giờ cho đến 19 giờ đúng không Ok. Rồi và tiếp theo ấy, chúng ta có lương là 3 sen. Được chưa ạ? Rồi và đối với lại gakubu no kibo wa toku ni arimasen Ở đây người ta nói là gì ạ? Là cũng không nhất thiết là phải cần có gì nhỉ? Cái môn học là gì? Tuy nhiên nhưng người ta muốn là một người có thể dạy được cái môn đó chính là môn toán, đúng không? Vậy thì cái điều kiện cần ở đây nó sẽ là người dạy toán xin xin lỗi nhé người dạy toán được chưa ạ đó và tiếp theo nó là người vui vẻ được chưa ạ vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với những cái dự kiện mà chúng ta đã nốt nó được ra đây rồi thì các bạn sẽ đối chiếu được một cách rất là nhanh cái đáp án đầu tiên nhá các bạn nhìn này cái số 1 đấy y kubu no gaku se de kayobi tội Doyobi se Đây đúng không ạ Thì chúng ta thấy là Kaiobi Igai Thì nó lại phạm vào cái số đầu tiên rồi Đúng không ạ Và tiếp theo chúng ta có số 2 này Jukense ni sugaku o osieta keken ga ri ni ni kai Ở đây nó là một trong những người mà có kinh nghiệm chỉ dạy về môn toán Phù hợp điều kiện Tuần có thể dạy được hai lần phù hợp điều kiện Vậy thì chúng ta có thể tạm thời tích số 2 này là ok Còn số 3 này chúng ta này Sugaku ga senmono de chū ni 2 jikan oshie dareru koto la một người sinh học sinh có chuyên môn về toán học và tuần có thể dạy được 2 tiếng đúng không? vậy thì tuần dạy 2 tiếng có đủ không các bạn tuần dạy 2 tiếng là không đủ bởi vì ở đây tuần dạy 2 buổi mỗi buổi là 2 tiếng vậy đáp án số 3 của chúng ta là sai Còn số 4 này akare sekakudai doyobi to nichiyobi 19 ji kara 21 ji nhưng mà thứ bảy và chủ nhật ấy, thì chúng ta chỉ có thể dậy từ bao giờ ạ? Dậy từ 9 giờ sáng đến 19 giờ thôi. Thế nên đến 21 giờ là sai đúng ạ? Là sai. Vậy thì đáp án của chúng ta chỉ có thể là đáp án số 2. Nhìn bằng Ok. Rất xuất sắc. Các em rủ nhau ra đảo cùng nhau. Vậy thì đáp án của chúng ta nó là đáp án số 2 các bạn nhá Rất là xin lỗi tất cả các bạn. Giờ và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đến bài tiếp theo. Đó chính là câu số 25. Câu số 2 làm ở đây của chúng ta có một câu hỏi rất là đơn giản thôi Tarinai mono wa nanika Và cái thứ mà không đủ ở đây nó là gì? Được rồi Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở CC Cái dạng bài này nó chính là một dạng bài email Và các bạn cho CC được biết đáp án mà chúng ta lựa chọn ở đây Nó là đáp án số mấy các bạn nhá Ikimasu Câu số 2 Nhớ những gì sẽ dạy về bài email không ạ? Áp dụng nó vào nhá Và bây giờ chúng ta sẽ đọc nhá Đối với lại bản thân của CC Cái kinh nghiệm khi mà làm cái dạng bài này thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, nó là một dạng bài email và thứ hai nó là cái dạng bài mà trả lời cho đoạn người chân, đúng không ạ? Và cái câu hỏi nó rất là ngắn gọn thôi. Cái đồ còn thiếu ở đây nó là cái gì? Đó, thì chúng ta sẽ tập trung vào câu hỏi là xem xem đâu nó là đồ còn thiếu. Tuy nhiên ở đây nó là một cái dạng bài email thì đối với mọi mọi dạng bài email đầu tiên chúng ta sẽ đọc gì ạ? Đọc câu dẫn để chúng ta biết nội dung của email này là gì. Có ạ, Honda sang à, bumbo gu tên nhị okuta meru de đúng ạ thì đây nó là một cái bức email nó được gửi đến đâu ạ nó được gửi đến cái cửa hàng bán về dụng cụ văn phòng phẩm vậy thì chúng ta chỉ cần hiểu được cái nội dung này là ok rồi còn những cái này chúng ta không cần thiết phải quan tâm đúng không ạ vậy thì chúng ta sẽ nhìn này cái thằng từ tao đi nay nó nằm ở chỗ này vậy thì đáp án chắc chắn nó không thể nằm ở chỗ này được Xe sẽ không bao giờ đọc chỗ này cả được chưa Vậy thì cái nội dung đoạn đáp bán nó chỉ có thể nằm ở đoạn này mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm cái nội dung của đoạn đáp bán ở dưới này nhá. Chumon stanoa Copy yoshi ikko to printer no ao no Đấy, được chưa ạ? Vậy thì ở đây nó chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ cần tìm. Vậy cái cái đoạn ở trên này người ta đã nói là người ta đã chuyên môn gọi là gì ạ? Chúng ta sẽ có giấy, chúng ta ghi nhanh G là một đúng không ạ? Tiếp theo printer. Printer no kuro nó là cái mực màu đen, mình ghi là D, nó là ba hộp. Tiếp theo là hộp màu xanh mình ghi X, nó cũng là một hộp. Tuy nhiên nhưng khi mà chúng ta thấy rằng là kuro no inku wa ikko shika haitemasen thì chúng ta thấy chủ ngữ ở đây nó là từ chrono in cử tức là cái sản phẩm liên quan đến cái mực màu đen ấy thì nó chỉ có duy nhất là một hộp vậy thì chúng ta sẽ thấy 3 trừ đi một còn lại gì ạ còn thiếu là hai vậy thì đáp án ở đây của chúng ta là thiếu gì ạ thiếu hai hộp màu đen hai hộp màu đen nó tương ứng với lại đáp án số mấy các bạn chính xác đó chính là đáp án số 3 samba. ở đây có rất là nhiều bạn chúng ta bị lừa rằng là À, trong hộp chỉ có duy nhất là một hộp màu đen thì nó là sai các bạn nhá. Trong hộp có một hộp màu đen thì đồng nghĩa việc là chúng ta có thể lựa chọn phương án số 1. Đúng không ạ? Bởi vì không có hộp không có giấy copy, cũng không có mực màu xanh và thiếu hai hộp màu đen. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy chủ ngữ ở nó đây nó sẽ là gì ạ? Kurono ink cử, đó chính là mực màu đen thì chỉ có duy nhất là một hộp. Vì vậy đáp án của chúng ta nó sẽ là đáp án số mấy các bạn? chính xác đó chính là đáp án số 3 xăm rồi xin chúc mừng anh em chọn ba nha làm theo cnc chuẩn thật memo ra giấy phát hết ra đảo luôn Ủi, xin nói thật với các bạn rằng là đi thi á các bạn thấy cnc memo đây không ạ xin đã nói với các bạn rằng đi thi cnc memo xin làm thế nào sẽ chỉ cho mọi người hết như thế ngay từ việc là xin chỉ đọc cái câu dẫn này đó xong sau đó bỏ qua những cái thứ dơm 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 này rồi mình chỉ tập trung vào cái nội dung chính còn cái thằng dưới là từ tasukamete itadake nai để sổ cả các thứ này thì sen nói với các bạn rằng là đừng bao giờ đọc nó làm gì nó chả có nội dung quan trọng gì cả nhưng rất là nhiều bạn lại mất thời gian vào đó được chưa luôn luôn sẵn cái bút để chúng ta nốt nốt một cách nhiệt tình và bây giờ các bạn lấy giấy nốt nhá được chưa ạ à, các bạn có nhớ cái kỹ năng mà sen dạy các bạn về kỹ năng đọc nhanh hiểu nhanh không ạ chúng ta nốt ý chính chứ không phải là chúng ta nốt cả dơm cả dạ ra đúng không ok rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến bài tiếp theo, bài số 26, câu số 26. Rồi và anh em đọc giúp xem xem đáp án của câu này là gì nhá. Chúng ta sẽ có tổng thời gian là 1 phút 30 giây để chúng ta làm. Ok, Mai Ta chọn 1 Thiên ku bin chọn 1. Đây rồi. Xuất sắc, có một bạn uh, Hoài Him chọn vào số 3. Tạ Cú Hy chọn 2, đúng rồi. Uh, chúng ta những người thành công thì uh, luôn luôn phải có những lối đi riêng đúng không các bạn? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài này các bạn nha Chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài này Rồi và chúng ta đã hết thời gian lựa chọn rồi Mình ra chọn 2 Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa của bài ngày hôm nay nha Ở đây chúng ta luyện tập với một cái dạng bài Đó chính là dạng bài trả lời cho phần gạch chân Câu hỏi là từ na Vậy thì các bạn còn nhớ rằng là cái thằng từ na này chúng ta sẽ tìm đáp án nó như nào không ạ? Được chưa ạ? Vậy thì bây giờ nha chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái thằng này Ở đây chúng ta có câu hỏi người ta ở đây để chưa ạ Như những gì mà chúng ta học về phần liên quan đến trả lời cho câu hỏi na dạng bài này Thì cái đáp án nó sẽ có thể nằm ở phần trên này Được chưa ạ Hoặc là đáp án nó có thể nằm ở phần dưới này Đấy Tuy nhiên, nhưng đối với lại cái kinh nghiệm của chính bản thân xe thì các bạn biết là gì không ạ? Cái đoạn đằng trước này này nó quá ngắn. Nó sẽ không đủ để trả lời cho cái câu hỏi naze là watashi to hanas toki egao de kunaru no wa. Được chưa ạ? Nó sẽ không đủ dữ kiện để trả lời cho. Bởi vì nó ngắn như này thì chắc chắn không đủ rồi. Nó sẽ phải nằm ở cái đoạn đằng sau. Vậy thì nếu như là bản thân của xe khi mà đi thi để tìm và chọn đáp án thì bản thân của CC sẽ đọc đoạn đằng sau trước đoạn đằng sau ấy thì chúng ta sẽ để ý này các bạn nhìn thấy ở đây không ạ sư tử tộ và đài yo Đại là gì à các bạn đài là cung cấp thông tin ví dụ như là nè kabao akete yo. đúng không ạ hay là sense ga nete masio hoặc là chúng ta sẽ nói rằng là asta đại vậy thì cứ nó là cung cấp thêm thông tin à Vậy thì mình đã nhìn thấy một cái thằng liên quan đến yo là thể hiện cái sự cung cấp thông tin này rồi. Thì mình sẽ đọc nó để mình hiểu nó như thế nào. Đúng không? Mình đã khoanh vùng được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc từ đây cho đến đây. Rồi, sẽ đọc nha. Watashi wa senpai ni kirawarete iru Là tôi thì nghĩ rằng là senpai ghét tôi, thế nên là tôi đã thử hỏi người bên cạnh ở quán bên cạnh. Sư tử tổ thì ngay lập tức câu trả lời là gì ạ? Ano hito wa hajimete ahu hitoga ga nigate de kintoshi chatte wara e được chưa? Vậy thì cái câu này chúng ta dịch nghĩa là cái người kia ấy khi mà cái việc là những cái người mà gặp lần đầu ấy thì người ta sẽ rất là gì nhỉ? Ghét và lúc đấy thì sẽ cảm giác là có một chút gì đó gọi là căng thẳng Nigate cũng không hẳn là ghét Nói sao cho nó dễ nhỉ? Nó ý em chỉ là không thích ấy Và cảm giác là khó xử khi mà đối với những người gặp đầu tiên Thế nên là người ta sẽ cảm giác một chút gì đó là căng thẳng Và Warae wa na Là sẽ không thể nào mà cười được Vậy thì cái lý do mà Cái người senpai đó không cười khi nói chuyện với mình Đúng không ạ? lý do là gì ạ? Là chính cái người senpai đấy đang cảm thấy căng thẳng Căng thẳng vì sao ạ? Căng thẳng vì gặp tôi là lần đầu tiên Vậy thì đáp án của chúng ta nó là đáp án số mấy các bạn? Đúng rồi, đáp án của chúng ta nó chính là đáp án số 1 ba Ở đây chúng ta thấy không ạ? Cái từ Kincho Căng thẳng vì sao ạ? Căng thẳng vì nói chuyện với tôi Tôi là người nào? Tôi là người mới vào công ty và mới gặp Vậy đáp án của chúng ta nó là đáp án số 1 ba Đúng không ạ? Vậy thì đối với là cái kinh nghiệm và đối với những cách mà chúng ta làm các bạn nhớ nhá ở đây đi vào phần thực chiến nếu như mà cái phần mà cái đoạn gạch chân mà người ta hỏi nó quá gần với đoạn đầu cái đoạn đầu các bạn thấy này nó chỉ có hai dòng thì chắc chắn nó không bao giờ chứa được đáp án thì nó sẽ phải nằm ở đằng sau cái đoạn gạch chân đó và sau đoạn gạch chân đó chúng ta hãy tìm xem xem có cái cấu trúc pháp nào nó thể hiện ra cái điều mà tác giả muốn nói hay không hay là cung cấp thêm thông tin hay không và giống như ngày hôm nay chúng ta tìm thấy có một thằng từ đài dỗ này Thì chắc chắn rằng cái đáp án nó sẽ chỉ nằm ở trong đoạn này Vậy thì những cái đoạn sau này chúng ta cũng chẳng cần thiết phải đọc Đúng ạ, chúng ta vẫn có thể hiểu được nó Và đáp bán của chúng ta là đáp bán số mấy? Đáp bán số 1, Ichiba Ok Rồi và chúng ta đã xong bài số 26 Bây giờ chúng ta sẽ sang đến bài tiếp theo là bài số 27 Rồi và bài 27 các bạn nha Chúng ta sẽ cùng nhau sang đến bài số 27 rồi, và bây giờ CC sẽ chữa cái câu này các bạn nhá, Chữa câu này Đầu tiên á Đây nó vẫn là cái câu hỏi rằng là Nani o yatemi takunata no ka? Là tác giả ở đây không muốn thử làm cái gì Đúng không ạ? Và các bạn để ý hộ sensei này Cái việc là yatemi takunata Nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nó sẽ nằm ở tận cuối cái đoạn văn này Đó, tận cuối đoạn văn này, đúng không ạ? Vậy thì đối với lại kinh kinh nghiệm của sân xe, xe ấy, Cái đáp án ấy nó sẽ không phải là nằm ở đoạn đầu này đâu Đó không phải nằm ở đoạn đầu Nhớ nhá Bởi vì cái phần gạch chân nó tận dưới này Thì những cái thứ mà có thể bổ sung và giải nghĩa cho nó Nó sẽ thường nằm ở lơ lửng giữa này Đó nó có thể ở trên đó một hai đoạn này bởi vì kiểu gì chăng nữa trong cuộc sống các bạn cũng thế Chúng ta định nói, chúng ta định giải thích cho một cái vấn đề gì đấy thì những cái ý mà chúng ta muốn nói nó sẽ thường nằm đằng trước hoặc thường nằm đằng sau đúng không ạ? vậy thì ở đây của chúng ta thấy rằng là yatamita mitakurakatta nó sẽ nằm ở đoạn cuối này rồi thì hiển nhiên rằng là cái 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 phần đáp án ấy nó sẽ nằm ở đâu đó dòng thứ hai dòng thứ ba từ dưới lên và bản thân của sẽ khi mà xem thì bắt đầu phát hiện ra à soda soda ở đây là gì ạ? soda ở đây là nghe nói là Đúng không? Là nghe nói là Tức là đang cung cấp cho thông tin nào đó Vậy thì cái việc chúng ta đang giải quyết cái đoạn gạch chân Và giải nghĩa cho đoạn gạch chân Mà chúng ta lại thấy rằng là có một cái cấu trúc pháp Thể hiện ra cái việc cung cấp thêm thông tin Thì chúng ta sẽ đọc cái câu đó Và chúng ta lật ngược lại này Xem câu đó cái dấu chấm đằng trước nó nằm ở đâu À đây, đó Nó nằm ở cái thằng từ mi c này Vậy thì cái theo kinh nghiệm chúng ta sẽ phải đọc từ thằng mi c này đọc đi đúng không các bạn? Vậy thì bây giờ chúng ta đọc nha. Mise no hito ni yoru to, saikin wa fukusu no iyahon mochi, roku ya classic nado do nado no kiku ongaku ni awasete tsukau iyahon wo kaeru hito mo iru so da. ở đây là gì? Là nghe nói là, nghe nói là sao? Là theo như cái người chủ cửa hàng ấy thì gần đây fukusu no iyahon mochi là người ta mang theo mình rất là nhiều những cái tai nghe để làm gì ạ để phù hợp với cái loại nhạc mà người ta nghe ví dụ như là người ta nghe nhạc rock thì sẽ đeo tai nghe nhạc rock còn nếu như mà người ta nghe nhạc classic thì sẽ đeo cái tai nghe là nhạc classic đúng ạ vậy thì cái người như thế người ta sẽ thay đổi cái tai nghe để phù hợp với lại loại nhạc chúng ta sẽ nốt ra ở trong đầu của mình bằng một cái từ rất là ngắn gọn thôi à tức là người ta sẽ thay đổi tai nghe phù hợp với loại nhạc mà mình nghe vậy tác giả ở đây nói tiếp là gì ạ watashi wa ima made speaker de shika kite ga onaji yo ni yatte mi taku nakata là tôi thì từ trước nay thì chỉ có sử dụng loa để nghe thôi nhưng mà tôi cũng không có muốn làm giống như vậy không muốn làm giống như vậy tức là sao ạ tôi cũng không muốn là thay đổi cái tai nghe để phù hợp với loại nhạc đúng không vậy thì trong bốn đáp án này chúng ta sẽ thấy, thấy đáp án nào nó là đáp án phù hợp với lại nội dung của bài ok các bạn nhìn nha cái từ humanen ở đây khi mà đối với bản thân của C này đọc một cái bài mà nhìn thấy cái đáp án humanen là mình đã thấy nó không hợp rồi bởi vì trong cái đoạn cái câu trả lời mà mình đọc nó không hề có humanen chúng ta cũng loại câu số 2 chúng ta cũng loại bởi vì mình không cần thiết phải đọc hết cả bài đúng không ạ bởi đáp án nó nằm ở chỗ nào và mình đã xác định khoanh vùng được nó rồi và thấy nó không có juvenile thì chúng ta bỏ nó đi. Số 3 này, chúng ta có là từ ki kyo ongaku ni awasete fukusu no speaker o katte ongaku o tanoshimiku, tanoshimu こと. Câu số 4 này, nó ki kyo ongaku ni awasete fukusu no ehon o katte ongaku o tanoshimu koto. Vậy thì đáp án ở đây của chúng ta là gì ạ? Ở đây số 3 sai nó là từ speaker, đúng nó là loa. Còn đây nó nói lên gì ạ? Nó nói là tai nghe. Vậy thì đáp án của chúng ta nó sẽ phải là đáp án số 4. Được chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang tiếp tục nha. Anh em sẵn sàng không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Đấy. Rồi và bây giờ anh em làm hộ tôi cái bài này xem nào. Anh em thử đọc xem có thấy nó khó hơn không nhá. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Đối với lại bài này xe sẽ làm như nào để giải quyết nó trong vòng 30 giây thì bây giờ các bạn sẽ nhìn tham khảo cái cách làm của xe các bạn nhá. Rồi và ở đây của chúng ta nhá, chúng ta sẽ tìm xem xem đáp án của chúng ta là đáp án số mấy. Đối với một cái dạng bài như này các bạn nhìn họ sẽ câu hỏi đầu tiên nhá. Hisano no kangae ni au no wa dore Đâu nó là cái đáp án phù hợp với lại suy nghĩ của tác giả. Đối với một dạng bài như này nó hay ở cái này các bạn ạ. Các bạn còn nhớ ở trong cái kiến thức livestream về kỹ năng giải quyết dạng bài đọc hiểu không? Chúng ta nói là có hai dạng bài. Một là dạng bài về diễn giải, hai là dạng bài về quy nạp, đúng không ạ? Dạng bài diễn giải là sao ạ? Là cái kết nó nằm ở đầu, sau đó thì nó sẽ cái 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 điều mà tác giả muốn nói, cái điều mà tác giả suy nghĩ nó sẽ nằm ở đầu. Sau đó thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ giải thích ở đằng sau. Dạng bài quy nạp là gì ạ? Nó sẽ giống như kiểu là cái hình nón ngửa này. Tức là người ta sẽ nói một thốt một hồi Xong sau đó thì nó mới kết luận ở cái đáp án là ở cuối Vậy thì ở cái nội dung đối với lại cái dạng bài nó kiểu như này Khi mà sẽ đọc được cái đi cái câu hỏi để Hiksa kage ni a này wa cả Đâu nó là cái điều mà phù hợp với suy nghĩ của tác giả Thì phần lớn các bạn xác định là mình sẽ phải đọc cả nội dung bài này Chắc chắn nó là thế Đúng không ạ Bởi vì nó không có đoạn gạch chân mà mình không thể phân vùng ra được cái chỗ nào nó là cái chỗ đáp án của mình Tuy nhiên nhưng các bạn nhìn hộ cc xe, xe nhá Đây này các bạn có nhìn thấy cái đoạn mà nó tách biệt ra hẳn không ạ? Đây, các bạn có nhìn thấy cái đoạn tách biệt ra hẳn đấy không ạ? Đó. Thì đấy nó là cái đoạn đầu tiên. Và cái đoạn đầu này chúng ta sẽ thử đọc này. Hitoniki nanika iwarete, sore ga donna imi nan daro. Doshite sonna koto o ittan daro to hitori de kangaereba, kangaeru hodo anata wa seichou shimasu. Đấy. Đây nó là cái đoạn đầu. Hoặc nó cũng có thể là đoạn cuối các bạn nhìn họ sẽ xem, xem đoạn cuối nhá đây đoạn cuối nó nằm ở đoạn này được chưa đấy đoạn cuối nó nằm ở đoạn này tuy nhiên nhưng bây giờ các bạn thử dịch đoạn đầu nhá hitoni nani ka iwarete là khi mà một người được nói một cái điều gì đó thì người ta sẽ nghĩ xem xem là cái ý nghĩa nó là gì và tại vì sao người ta lại nói như thế nếu như mà tự bản thân mình càng suy nghĩ thì sẽ càng trở nên trưởng thành Wow Nếu như bản thân của Sensei nhá là một người đã đọc và đọc rất là nhiều Thì Sensei đã thấy rõ rằng ở đây nó đã hàm chứa gì ạ Nó hàm chứa cái điều mà tác giả suy nghĩ, điều mà tác giả muốn nói ngay từ cái đoạn đầu tiên Tức Sensei có thể xác định được đây nó là dạng bài liên quan đến dạng bài diễn giải Diễn giải là gì ạ là cái điều tác giả muốn nói, điều mà tác giả suy nghĩ nó sẽ nằm ở đầu tiên Đúng không? Các bạn thấy đọc ngay tuần đầu Người ta khuyên bạn là gì ạ? Bạn sẽ trưởng thành khi Khi làm sao ạ? Khi mà người nào đó nói với bạn một điều gì đấy Mà bạn sẽ suy nghĩ ý nghĩa nó là gì? Và tại sao người ta lại Nói là như vậy? Và tự bản thân bạn mà càng suy nghĩ nhiều Thì bạn sẽ càng trưởng thành Thì các bạn có thấy đấy nó là điều mà tác giả Suy nghĩ và điều mà tác giả muốn nói nó ngay ở đầu tiên đúng không ạ? Thì đấy nó là dạng bài diễn giải Và đã là dạng bài diễn giải Cái đáp án nó luôn luôn nằm ở đầu thì không nhất thiết là các bạn phải đọc đoạn sau nữa. Đúng không ạ? Nhưng nếu như mà các bạn muốn chắc chắn chúng ta thử đoạn đọc là sau thì các bạn sẽ hiểu ngay chắc chắn đây nó là dạng bài diễn giải nhá. Kesuru ni ie bà, hai nói một cái khác đi. Jibun hito de kangaeru jikan ga nakereba anata wa donna ni di panashi o kiitemo donna ni yakutatsu koto yonde mo sono kangae ya idea wa anata no mono ni narimasen. Đúng không ạ? Thì nó sẽ giải thích cho lý do tại sao tôi lại nói như vậy Tôi nói như vậy bởi vì Bởi vì nếu như mà tự bản thân bạn không có thời gian để suy nghĩ Thì ngay cả bạn có nghe một câu chuyện hay thế nào chăng nữa Ngay cả bạn đọc một cuốn sách hay nào chăng nữa Thì bạn sẽ không bao giờ có ý tưởng Và cũng không bao giờ có những cái 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 cái, cái suy nghĩ tuyệt vời Đúng không? Vậy thì điều tác giả muốn nói đây là gì? Đó là bạn phải đọc, bạn phải ngẫm, bạn phải suy nghĩ thì cái việc các bạn suy nghĩ như thế đó là lúc mà chúng ta sẽ trưởng thành. Cái đoạn đằng sau này nó sẽ chỉ là giải thích cho lý do tại sao tôi nói rằng là bạn phải suy nghĩ một mình để bạn có thể trưởng thành. Vậy thì đáp án nó là đáp án số mấy các bạn? Chúng ta nhìn này. Số 1 nhá. Jibun hitori niwa de Ở đây nó đang nói về sự trưởng thành chứ không nói về cái việc là cần có thời gian. Vậy thì đáp án số 1 của chúng ta sẽ loại. Câu số 2 này hito toshite shin seicho suru ni wa jibun hitori de kangeru jikan tức là gì ạ là đối với một con người để có thể trưởng thành thì chúng ta sẽ cần thiết phải có thời gian để một mình suy nghĩ đúng không ạ vậy thì đáp án của chúng ta đáp án số mấy đó chính là đáp án số hai ni bang được chưa ạ ok vậy thì đáp án của chúng ta nó là đáp án số hai các bạn nhá và số ba ở đây của chúng ta có là jikan ga nagakereba Yoi idea ga Nếu mà chúng ta có nhiều thời gian để suy nghĩ Thì chúng ta sẽ có nhiều ý tưởng Đó, các bạn đang bị rơi vào một cái bẫy Là gì ạ? Bẫy đọc quá nhiều Bởi vì chúng ta thấy này Đó, chúng ta cứ đọc đoạn sau này Chúng ta cứ nghĩ rằng là Càng có nhiều thời gian đọc Thì chúng ta có nhiều càng nhiều ý tưởng Nhưng không Cái đoạn này nó chỉ là giải thích cho cái điều mà chúng ta muốn nói Bởi vì chúng ta xác định được đây nó là dạng bài liên quan diễn giải Thì cái đáp án đây nó sẽ là Đáp án ở ngay đầu Đúng không? Và đáp án của chúng ta như những gì mà chúng ta đã thấy đó chính là đáp án số 2 như ba. Giờ và tiếp tục nha, chúng ta sẽ cùng nhau sang đến bài tiếp theo. Đây, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 54 trước. Cây qua rai nên 1月から sa rai nên 3月まで no kai hi wa dono yoni harai ba ii ka. Là ở đây chúng ta thấy rằng là cái hội viên ấy bắt đầu từ tháng 1 năm sau cho đến từ bắt đầu từ tháng 1 này cho đến tháng 3 của năm sau nữa thì sẽ trả cái nộp phí hội viên như thế nào. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua cái đáp án này. Chúng ta thấy tháng 12, tháng 1, tháng 1. Đó sau đó thì đến năm sau 4 sen, 1 sen chúng ta nhìn qua một chút. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn nha. Đây. Các bạn nhìn hộ CC vào cái nội dung của bài. Chúng ta sẽ có tổng thời gian là một phút để chúng ta đọc và chúng ta trả lời các bạn nhé. Đấy, thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài này nhé. Chưa thấy nhiều người bạn sai. Vẫn là cái câu nói của sân vừa nãy sensei đã nói với các bạn. Đầu tiên á, khi mà chúng ta làm dạng bài email thì cái câu mà chúng ta phải đọc nó là gì? Đọc là đọc câu dẫn. Đúng không ạ? Đó, chúng ta đọc câu dẫn ở đây là gì? Ikawa arushi no kokusai koryukyo kai kara Tôi đôi ta Ở dưới đây nó là một cái bức email nó được gửi từ đâu ạ? À? Được được gửi từ hiệp hội giao lưu quốc tế của thành phố. Đó. Vậy thì cái nội dung chúng ta đã đọc câu dẫn xong rồi thì sẽ dặn các bạn là gì ạ? À? Những cái rơm rơm này các bạn bỏ hết đi, đừng bao giờ đọc. sẽ nói thật các bạn. Arigato gozaimasu. Chúng ta đọc những cái nội dung ở phần 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 bài này này. Đấy. Được chưa ạ? Đấy, và bây giờ chúng ta đọc のぞんぱんだばや、会員の方には、これまで毎年12月に、会員4000円翌日、翌年1月から12月の、あの、だいだい、デセンチ、いちにんにや、1年分の、納めていただきましたが、が、だい、てぃ、ぃ、ぃ、ぃ、ぃ、ぃ、ぃ、ぃ、ぃ、ぃ、ぃ、ぃ、ぃ、 cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải đọc sau cái thằng nhưng này này được chưa à, đó dai nen yo di shikatsuri shikatsuri này là vào tháng tư này được chưa là vào tháng tư shikatsukara yoku nen sangatsu no ichinen o osame te koto kotoni narimasta vậy thì vào tháng tư sẽ bắt đầu phải nộp đó osame bây giờ chúng ta chỉ cần chú ý hai dữ kiện thôi một là tháng tư hai là osame được là nộp nộp tiền phí là bao nhiêu ạ tương đương với lại 4 sen đúng không tiếp theo nó công cai nộ nó hen vậy thì cái sự thay đổi của lần này nó sẽ có sự thay đổi như nào mô này đây nên ichi gatsu kara sang gatsu made no bun wa sen đúng không vậy thì từ tháng 1 cho đến tháng 3 hội phí nó là một sen nó sẽ là nộp vào khi nào ạ? no koryu Vậy thì chúng ta sẽ có này. Vào tháng 1. Đúng không? Vào tháng 1 thì chúng ta sẽ nộp. Hội phí là bao nhiêu ạ? Nó là 1 sen. Được chưa? Và câu cuối nào là thêm vào đó. Ichigatsu no koryu kai ni sanka 1 bai. Ichigatsu omochi kudasai. Là nếu như trong trường hợp là tháng 1 mà không nộp được thì chúng ta sẽ nộp ở đâu ạ? Nộp trong tháng 1. Đó, và nộp ở đâu ạ? Nộp ở mưu là hội sở chính. Vậy thì chúng ta biết là hội sở ở đây. Được chưa? Đó, cả một cái nội dung bài nó rất là dài. Nhưng cái thông tin chúng ta tóm gọn lại nó chỉ là từng đây. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào nó và chúng ta sẽ chọn bốn đáp án. Câu số 54 người ta hỏi rằng là Đối với hội viên ấy, bắt đầu từ năm sau, năm sau bắt đầu từ tháng 1 cho đến tháng 3 của năm sau nữa thì sẽ nộp phí như thế nào? Câu số 1 của chúng ta này là vào tháng 12 sẽ nộp 4 sen của năm nay là đúng hay sai? Là sai. Ở đây chúng ta vừa nói chuyện với nhau là vào tháng 4, đúng người ta ghi rõ ràng là vào tháng 4 này. Shigatsu ni này. Ở đây chúng ta có là osame này. Đúng không ạ? Vậy thì vào nộp là nộp vào tháng 4 chứ không phải nộp vào tháng 12 đâu, vớ va vớ vẩn. Đó, vậy thì đáp án số 1 của chúng ta sẽ loại nhá. Câu số 2 này, nai nen ichigatsu ni ano to ano no Ở tháng 1 năm sau là nộp cả 4 sen, à 1 sen và 4 sen. Câu này sai đúng, câu này là sai, đúng không ạ? Câu, câu số 3 này, nai nen ni Ano ni en Vậy thì chúng ta sẽ có là tháng 1 sẽ nộp 1 sen và tháng 4 nộp 4 sen có đúng những gì mà chúng ta viết không ạ? Tháng 4 nộp 4 sen và tháng nộp nộp 1 sen Vậy thì đáp án của chúng ta nó sẽ là đáp án số mấy ạ? Đáp án số 3, 33. Đó. Vậy thì sensei nói với các bạn rằng là khi mà đi thi cái điều quan trọng nhất nó cũng không hẳn là cái việc là chúng ta làm nó như nào mà cái kỹ năng mà chúng ta nốt được ra cái kỳ chính ấy, đó mới là cái điều thực sự là quan trọng. Thì các bạn hãy cố gắng chú ý của sensei nhá. Có phải là khi mà các bạn so sánh với đáp án ấy chúng ta nhìn vào cái phần mà xe xe quanh cái phần mà sẽ xe, xe nốt nó sẽ rõ ràng được cái đáp án hơn là cái việc là các bạn cứ ngồi chúng ta nhìn vào toàn chữ tiếng nhật này đúng không ạ đó nhưng mà có rất là ít bạn chúng ta có thói quen nốt ra đề bài và đề bài kiểu gì các bạn cũng phải nộp lại rồi thế nên các bạn cứ nốt bừa phứa đi nốt cho người nhật người ta nhìn giám thị người ta nhìn người ta sợ luôn đi được chưa ok giờ và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến bài cuối cùng nhá bài cuối cùng bài cuối cùng này đi bởi bây giờ chúng cũng là 7 giờ 37 rồi Xem phải về ăn cơm với vợ con Rất là xin lỗi mọi người à, Ngày mai các bạn cố gắng vào sớm hơn một chút nhé Chúng ta sẽ luyện được nhiều đề hơn Rồi câu số 55 ở đây của chúng ta có này Hisani Yoru to Hisani yoru to Computer ga hito to chigau ten wa nani Đấy Câu hỏi đây là Theo như tác giả Thì cái máy tính và con người nó khác nhau ở điểm gì? Và bây giờ các bạn sẽ đọc của xem nội dung của bài này để tìm ra điểm khác nhau giữa máy tính và con người. Xem ai là người đưa ra đáp án nhanh nhất nha. Ở đâu chúng ta sẽ có tổng thời gian là một phút để chúng ta đọc. Rồi, và bây giờ đối với bản thân của CC thì CC uh sẽ làm cái bài này như thế nào? Uh, thực ra đối với là một cái dạng bài như này thì điều đầu tiên các bạn sẽ vẫn phải làm một xe xem đâu nó là cái điều mà tác giả muốn nói bởi vì đây nó là một cái dạng bài liên quan đến thông tin là chúng ta sẽ tìm xem thông tin rằng là cái máy tính và con người nó khác nhau ở cái điểm gì đúng không ạ vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhìn hộ xe xe nhá các bạn có nhìn thấy không ạ Khả dự đây không ạ? Ngày trước thì xin đã nói với các bạn rằng là đối với những cái dạng bài liên quan tìm kiếm thông tin thì chúng ta đặc biệt phải nhạy cảm với những gì ạ? Noda, Nodes và Nodea được. Đúng không? Vậy thì trong cái câu mà ngày hôm nay của chúng ta thấy á, chúng ta có thấy này, cái thằng từ Karadea dự, Karadea dự ở đây là gì ạ? Là giải thích cho một cái lý do nào đó. Kara nó đã là giải thích rồi. Còn Dea được nó lại là cung cấp thêm một cái thông tin nào đó. Thì đặc biệt chúng ta sẽ phải nhạy cảm với nó. Mặc dù xin là một trong những người nói rằng là cái bài này mình sẽ khó có thể tìm ra một cái đáp án cụ thể nó nằm ở chỗ nào nó không giống như kiểu đâu là điều tác giả muốn nói hay đâu là cái câu hỏi trả lời cho nào dê nhưng sẽ đã nói với các bạn là trong những cái bài đọc hiểu trước khi mà chúng ta đọc thì chúng ta phải nhạy cảm trước đối với những cái cấu trúc pháp nó thiện cái thông tin lý do hay trình bày một cái vấn đề gì đó và tự nhiên khi mà chúng ta đảo mắt qua một bài trước khi mà chúng ta đọc bài này nhá chúng ta đảo mắt qua này chúng ta đã thấy có một cái đoạn nó là từ karadeu nó là giải thích cho một lý do nào đó thì khi mà chúng ta nhìn vào trước nó Thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc cái câu trước nó này Chúng ta thấy này Soki no computer ga Kekko yaku ni tatsu no wa Ningen to mataku chigata Đó Thì đây chúng ta thấy này Soki là cái thời gian đầu tiên ấy. Cái việc mà Cái máy tính ấy Nó giúp ích một cách Rất là hiệu quả Mà cái việc giúp ích một cách hiệu quả này Nó lại gì ạ? khác chigata khác thế nào ạ mặt ta cự khác hoàn toàn so với con người đúng không ý người ta muốn nói ở đây một cách gãy gọn nhất là cái máy tính ấy nó có một cái vai trò quan trọng to lớn mà nó khác hoàn toàn so với con người ở đây là gì ở đây nó là tanjin sa ga là có thể làm gì ạ có thể làm ra được những cái thao tác đơn giản Vậy thì thao tác đơn giản này nó là thao tác đơn giản như thế nào? Ninken da to kurikai shi no sagyo no naka de mo ga okiru Đúng không ạ? Vậy nếu như mà là con người Con người thì sao ạ? Những cái thao tác mà nó cứ lặp đi lặp lại giống nhau Thì kiểu gì chăng nữa omoi komi ga okiru Nó cũng sẽ xảy ra một cái suy nghĩ hay một cái vấn đề nào đó Vậy nếu mà tôi nói một cách đơn giản nhất thì máy tính và con người nó khác nhau một cái chỗ Là máy tính nó có thể lặp đi lặp lại cái thao tác đơn giản Còn đối với con người thì sao ạ? Đối với những thao tác đơn giản giống như các bạn thôi Chúng ta ngồi chúng ta thả tôm Chúng ta cứ đứng chúng ta thả tôm Thì kiểu gì cũng sẽ có lúc mà chúng ta bị nhầm lẫn Nhưng cái máy tính nó có thể hoàn toàn đứng thả tôm từ năm này qua năm khác được Còn các bạn đứng thả tôm vào hộp bento ấy Từ năm này qua năm khác là chúng ta đái luôn Đúng không ạ, thế nào cũng sẽ xảy ra lỗi Vậy chúng ta sẽ thấy rằng là Trong cái nội dung mà chúng ta để ý Trong cái nội dung của bài Ngay từ lúc mà chúng ta chưa đọc Chúng ta thấy ra một cái cấu trúc pháp Nó hiện cái thông tin Thì chúng ta phải bám vào nó để chúng ta đọc nó trước Và khi đọc nó trước chúng ta lại vô tình phát hiện ra kỳ này Ningen to mataku chigata Nó khác hoàn toàn so với con người Thì tự bản thân các bạn phải đặt ra câu hỏi Nó khác gì so với con người nhỉ À nó khác so với con người là nó có thể làm những thao tác đơn giản Thao tác đơn giản đây là gì ạ là những thao tác mà con người cứ lặp đi lặp lại thế nào cũng sẽ xuất hiện lỗi sai. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc bốn đáp án này. Đúng không ạ? Trong bốn đáp án này chúng ta thấy đáp án nào là đáp án gần nhất. Chúng ta nhìn này, số 4 này, ni onaji sagyo ga dekiru koto", tức là chúng ta nó máy tính ấy nó hoàn toàn có thể làm những cái công việc giống nhau. Đúng không ạ? Còn số 3 là gì ạ? ni shitsu no takai shigoto ga dekiru" xin nói thật các bạn cái này chúng ta nghĩ ra thôi các bạn nghĩ ra mà số 2 là gì ạ khi no ni no rio no si ga de tổ là máy tính thì có thể làm gấp đôi cái lượng công việc của con người cái này là đúng hay sai nó là sai đúng không ạ thì các bạn thấy rằng là bởi vì các bạn đang đọc quá nhiều Thế nên là chúng ta có quá là nhiều dữ kiện nó bị sai Và thành thử ra là gì ạ? chúng ta cũng chọn đáp án nó bị nhầm. Vậy nên sẽ mới bảo các bạn là gì ạ? Khi mà sẽ đã livestream về kỹ năng, những cái kiến thức đó là kiến thức mà sẽ, sẽ tích lũy 7 năm rồi. Đơn thuần trong cái bài Aki à, chốt các bạn cần thiết phải chú ý Noda Nodes Nodeha Nó không phải đơn thuần nó chỉ là một chữ viết. Nó là cái kinh nghiệm tích lũy cả 7 năm để sẽ ứng dụng nó và chỉ dạy cho các bạn. Thì làm ơn các bạn hãy nghĩ và hãy nhớ hãy vận dụng nó vào Bởi vì nếu như là các bạn chúng ta làm Chúng ta phải ngồi đọc cả cái bài này để chúng ta chọn đáp án Và khi các bạn đọc càng nhiều Thì cái việc là các bạn bị dính những cái đáp án sai nó càng nhiều Bởi vì đầu các bạn đang bị nhiều thông tin Nhưng cái việc các bạn dựa vào một cái key nào đó mà chúng ta quan sát thấy ngay từ đầu Chúng ta bám vào nó để chúng ta đọc và chúng ta chọn đáp án Nó sẽ đơn giản và nó sẽ dễ chịu hơn rất rất là nhiều Các bạn có thấy hay không ạ? Đó và đối với bài như thế này khi mà xem đọc thì đâu đó trong vòng 30 giây là mình có thể giải quyết được nó rồi Bởi vì khi mà đọc ở những cái thằng đằng trước này nó chả có cái key nào cả Đúng không? Đó và ở đây chúng ta thấy có key chúng ta bám vào nó là chúng ta làm là nó sẽ ra được cái đáp án Ok rồi Và bật mí với các bạn rằng là từ trước đến thời điểm hiện tại chúng ta đã làm tổng cộng là 4 bài của N3 và 3 bài của N2 đó và ba bài cuối cùng mà chúng ta làm gần đây nhất nó là ba bài của N2 các bạn nhé. Và các bạn thấy rằng là ngay cả N3 và N2 chúng ta cứ áp dụng kiến thức vào là chúng ta làm một cách bình thường à Chúng ta đâu có gì khó đâu N2 cũng không thể làm khó được các bạn Được chưa ạ? Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây nó là chính là đáp án số 4 nha Rồi và xin chào thật ái và hẹn gặp lại Bye bye